Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với shopmonsu.com. Đây là địa chỉ giao bán app game ở trên kênh của mình. Thì ở trên website của mình, anh em có thể tìm mua những cái tựa game mà anh em mong muốn. OMG 3Q, đấy, rất nhiều tựa game ở đây. Đa phần sẽ là OMG 3Q là khá nhiều. Tại đây thì các bạn có thể lọc game để tìm những cái app OMG 3Q mà các bạn mong muốn. Bấm vào đây sẽ có thông tin đầy đủ của chủ app để anh em có thể liên hệ và hỏi mua, giá cả đầy đủ, hình ảnh của app. Ngoài ra, nếu như anh em muốn giao bán app lên shop app của mình thì có thể liên hệ với mình bằng đường dẫn Facebook ở dưới phần mô tả video. Tất nhiên là mất phí rồi. Đó. Ok. Hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em cái không gọi là lách kỹ à, dịch kỹ năng đi, dịch kỹ năng của bọn tướng Thái Kim mới được update đấy, là gồm mà giả hủ này, lục tốn này, mã siêu và hạ hủ đôn đấy. Bốn con này là bốn con update mới nhất lên bậc Thái Kim của OMG 3Q. Chúng ta sẽ phải nói câu chuyện này luôn, rõ ràng luôn, đó chính là bọn này sẽ không thay đổi về hiệu ứng animation khi mà xuất chiêu đấy, nó chỉ thay màu thôi, còn giống hệt tử kim và ám kim, không khác gì cả, chỉ thay mỗi cái màu thôi. Cái khác của nó là ở cái kỹ năng, khi mà nó nâng cấp lên thì nó rất là phức tạp đấy. Không biết là đã có anh em nào ở đây xem qua các cái video tất tần tật về cái bậc Thái Kim này của mình đã từng làm chưa, nhưng mà nếu như mọi người chưa xem thì anh em có thể theo dõi ở các cái video mà mình đã từng làm. Đây, mình có một cái ảnh như thế này để anh em có thể theo dõi. Đó, cái ảnh này mình đã từng làm rồi, và nếu như anh em nào cần một video cụ thể hơn về các cái bậc của Thái Kim ấy thì các bạn sẽ xem ở cái video mình ghim ở trên phần chữ Y nhỏ, hoặc là xuống phần mô tả video mình để cho mọi người, hoặc anh em có thể search thì cho nó dễ, lại hướng dẫn. Hồi đấy mình đặt tên bọn này là Khải Kim các bạn, thì anh em có thể search chữ Khải Kim cho nó dễ nhá, bởi vì kỹ năng của bọn này rất là phức tạp. Đấy, nó khác hẳn với các cái bậc trước đó luôn, vì mỗi bậc nó đều có một tác dụng riêng và tác dụng rất là lớn. Bậc cuối thì là bậc có tác dụng lớn nhất, tuy nhiên là các bậc kia nó có tác dụng cực kỳ quan trọng. Có những bậc nó có thể kháng những cái hiệu ứng rất là ảo diệu luôn, và việc các bạn có được quyền lựa chọn các cái đường đi hay lựa chọn các cái kỹ năng là quyền của các bạn nâng. Đấy, có nghĩa là một cái bậc đấy, khi ví dụ bậc 2 chẳng hạn, nó có tận hai cái lần, hai kỹ năng khác nhau cho các bạn chọn. Các bạn có thể chọn hướng theo tanh hoặc hướng theo đam, kiểu kiểu như vậy. Đấy, hướng kháng cái khống chế này, hay là kháng cái khống chế kia đấy, cái kiểu lựa chọn của nó là như vậy. Đấy, rất là quan trọng, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tùy từng cái server mà các bạn đang ở ấy. Đấy, thì người ta mạnh về cái thể loại nào thì các bạn thì dùng những cái kháng vào đấy. Ngoài ra cái này nó có thể tẩy được, những các bạn tẩy cộng lại được ấy, nên là nó cũng rất là ngon. Đấy, đấy là sơ qua về cái bậc Thái Kim nộ ở cái bậc Thái Kim. Anh em có thể xem những cái video trước đó để anh em nắm rõ hơn, chứ video này thì mình sẽ không đi lại cái này nữa. Đó. Và chính vì như vậy nên là ở trong video review con này là con giả hủ các bạn. Đây là con giả hủ. Thì mình sẽ chỉ nói về cái bậc cuối của nó, cái bậc số 6 của con tướng này. Những bậc kia thì thật ra là mình không có thông tin nên là không nói được. Chỉ nói được về cái bậc cuối cùng của con tướng này thôi. Đây là tạo hình của nó. Tất nhiên là bởi vì hình ảnh nó cũng hơi nhỏ nhẹt một tí này, anh em cũng thông cảm, nó sẽ hơi thiếu sắc, thiếu hẳn khuôn mặt luôn rồi. Đấy, cái bóng của nó, cái bóng sáng của nó mạnh quá đấy, lúc chụp nó bị che mất. Đây. Đây là tạo hình sơ bộ của con giả hủ. Nói chung là vẫn cái cách đứng như vậy, tuy nhiên là bởi vì đẩy lên thần, bởi vì bọn này nó là tiên tướng mà. Bọn này là tiên tướng nên là cái phong cách của giả hủ nó thật sự đã bớt u ám đi rất là nhiều rồi. Đã nhìn nhìn lúc vào giống Quách Gia dã man ạ. Kiểu nhìn cặp chim mới giống Quách Gia bằng thống dã man, nhìn cái ấy trên mũ ấy. Đó. Còn về kỹ năng của con này sao? Đây. Đây là cái kỹ năng bậc cuối. Đây là kỹ năng bậc cuối của con giả hủ. Nhìn mặt đẹp trai ấy không à? Nhìn mặt đẹp trai kia không à? Đấy, nhìn rất ngầu luôn. Cái này thì nó sẽ kích hoạt khi mà các bạn đủ 75 điểm Thái Kim nộ. Đấy, bọn này nó sẽ có một cái nộ mới nhé các bạn, nó sẽ có một cái thanh nộ riêng. Cái bậc Thái Kim nó sẽ có một thanh nộ riêng so với thanh nộ mà các bạn vẫn đang sử dụng trước đây. Thanh nộ này sẽ không bị tiêu hao. Đấy, kiểu là nó sẽ cứ tích như vậy, đạt đến cái tầm đấy. Có những cái chiêu thức nó cần cần 50 điểm nộ chẳng hạn, có cái chiêu thức nó cần 100 điểm nộ chẳng hạn,
thì cứ đạt được cái mốc đấy là nó sẽ được sử dụng. Và cái thanh nộ này nó chỉ có tăng lên chứ không có tụt xuống. Nghĩa là khi mà bạn sử dụng chiêu thức ấy, nó không bị tụt điểm nộ, mà cái điểm nộ chỉ là cái là để giới hạn xem là các bạn được sử dụng cái chiêu đó hay chưa thôi. Đấy. Nghĩa là đủ là bạn được dùng, chứ nó không phải là kiểu như cái nộ kia dùng là hết xong lại tích lại kiểu vậy. Đấy, cái này khác biệt hoàn toàn. Cái này thì 75 là cái điểm để kích hoạt, còn 100 điểm nộ thì mới có thể sử dụng được. Cái này gọi là thái kim nộ nha các bạn nhá, thái kim nộ. Đấy. Đấy, kỹ năng của giả hủ kích hoạt khi đạt được 100 điểm thái kim nộ. Đấy. Đòn đánh thường khi mà đủ 100 điểm thái kim nộ nhá, thì đòn đánh thường sẽ thêm 10 điểm nộ khí. Đòn đánh cứ mỗi lần đánh 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 thường thì giả hủ sẽ nhận thêm 10 điểm nộ khí. Đồng thời sẽ thêm hai trạng thái độc cho hai mục tiêu hàng dọc duy trì trong vòng 2 hiệp. Đấy, đây là đòn đánh thường nhá. Đó. Và khi mà công nộ ấy, khi mà con tướng này công nộ thì cái tỷ lệ choáng hàng ngang của nó tăng lên là 100%. Chứ không còn là 40 hay là 20 như trước đó nữa, mà là 100% choáng hàng ngang. Đấy, kèm trúng độc. Đấy, nói chung là tỷ lệ khi công nộ choáng tăng lên 100% và đi kèm với trúng độc trong vòng 2 hiệp. Đó. Và khi mà tấn công lần thứ tư, đấy, tấn công cái lần nói chung là công thường, công nộ hay làm sao đó không cần biết, miễn là tấn công ở cái lần thứ tư khi mà các bạn đang trong trạng thái đủ 100 điểm thái kim nộ thì nó sẽ gây 150% sát thương cho toàn bộ kẻ địch, và kèm với hiệu ứng độc trong vòng 2 hiệp. Và cái này chỉ kích hoạt một lần một trận. Đó. Cá nhân của tôi thì sẽ thấy như thế này. Toàn bộ cái kỹ năng thái kim này của bậc cuối này của con giả hủ không cho giả hủ lượng sát thương nhiều hơn. Nghĩa là ở trong cái tầm thời điểm hiện tại bây giờ thì giả hủ gần như là rất rất ít tác dụng ở trong team. Tỷ lệ choáng tăng lên 100%, tỷ lệ choáng tăng lên 100% không chế ngon, mà không chế hàng ngang, nghĩa là ba tướng team địch chắc chắn dính. Chắc chắn dính. Đấy, chắc chắn là dính choáng. Đấy, kèm trúng độc luôn. Nhưng mà thực sự ấy là team team quần ở thời điểm hiện tại bây giờ không còn là team ưa về cái thể loại đánh nhây nữa rồi. Các team bây giờ thiên về loại sát thương nhiều hơn rất nhiều. Đấy, và cũng sẽ không, nếu như một người nào đó đam mê team quần thực sự và để nuôi team quần thì sẽ rất khó để mà người ta nuôi tả từ trong thời điểm hiện tại bây giờ, mà chắc chắn là phải nuôi lữ bố. Sát thương nó phải nằm ở lữ bố chứ không thể nằm ở tả từ được. Thành thử ra ấy, cái độc của con này bút ấy nó không có nhiều tác dụng. Đó. Sát thương của nó cũng không có. Cái ngon nhất của nó là nằm ở cái tỷ lệ choáng. Choáng 100% 100% choáng trong vòng 2 hiệp. Cái này có phải choáng 2 hiệp, tao cũng đích đích ghi nó chỉ ghi trúng được 2 hiệp thôi. Ừ, choáng này tôi cũng không biết nhưng mà chắc là 1 hiệp. Thường thường thì choáng có 1 hiệp. Đấy. Thì cái tỷ lệ choáng cái này nó cũng không nói là choáng bao nhiêu hiệp, thì nếu như kiểu choáng mà được nâng cấp lên 2 hiệp thì nó cũng ngon. Nhưng mà nó không nói chắc là vẫn như thường. Đấy, thì có mỗi cái tỷ lệ choáng 100% này là có lẽ là ngon nhất trong cái bộ kỹ năng của nó. Còn lại thì tôi chả thấy có cái mẹ gì mà gọi là đang sử dụng trong cái con này cả. Mà các bạn biết rồi, nâng cấp một con thái kim cần thời gian phải nói là gấp 3 lần so với việc nâng cấp tử kim. Khoảng thời gian tích, mặc dù là nó có những cái, nó có ra thêm những cái hoạt động để kiếm thêm, nhưng mà bởi vì cái số lượng cũng như là cái số bậc nó gấp mấy lần những cái bậc bình thường, thành thử ra nâng cấp nó rất lâu và tốn máu. Kể cả nạp vẫn không không nạp, nâng cấp rất mệt mỏi và lâu. Nên là chắc chắn là nếu như mà có áp được một con thì tôi khẳng định mấy ông top cũng sẽ không bao giờ nâng con này, chứ đừng có nói là mấy anh em không nạp mà đến một cái ngày nào là đó đẹp trời cũng có thể lên được cái thể loại này. Đấy. Cùng lắm từ một con này, nếu như con được nâng cũng sẽ không nâng con này. Team quần bây giờ không mạnh, không biết sau này thì lữ bố khi mà nó lên cái bậc thái kim này nó có khủng khiếp hơn không, khi mà lượng sát thương của nó, lượng nhảy đam của nó bây giờ là cũng gọi là ấn tượng rồi, nhưng mà căn bản là bởi vì ấy cái miễn thương và cái hậu thuẫn nó quá lớn, làm hạn chế khả năng của lữ bố rất nhiều, thì sau này không biết là lên thái kim thì nó có thêm cái gì đó để phá bỏ những cái kia đi không, thì thực sự nó là một cái gì đó rất ám ảnh. Tuy nhiên thì giả hủ vẫn không đóng góp gì vào nhiều đối với con lữ bố. Vẫn nếu như thích thì chúng ta vẫn sử dụng điêu thuyền, có khi nó còn có tác dụng hơn dù là con điêu thuyền không nâng cấp được.
nó thuộc vào thể loại gọi là đáy của xã hội trong OMG 3Q rồi, nhưng mà ít nhất tôi thấy kỹ năng của nó còn có tác dụng hơn là kỹ năng choáng. Mình chỉ đợi có một cái, mình chỉ đợi cái tân nộ choáng của con này đấy. Chưa kể là nếu như không dùng bọn này thì chúng ta có thể dùng năm hoa nó cũng ngon chán, thêm cái bọn kiểu thủy kính nó kiểu vào tìm cũng chật rồi, không dùng được. Kỹ năng của này nói chung là cùi đấy, mặc dù là cái bậc này nó khó, rất là khó nâng, nhưng mà để đổi lại lấy một cái bộ kỹ năng này thì nó thật là phế đó mà, không có tác dụng. Quan điểm cá nhân của tôi là vậy, còn không biết anh em nhận xét sao về kỹ năng của nó thôi đấy. Tất cả những cái từ 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 rất lâu, từ bắt đầu từ đợt review bọn, từ lúc mình đóng đóng cái website anh em để anh em check tướng ấy, thì đã từ rất lâu rồi. Thì sau khi mình đóng thì tất cả các video review của mình đều để toàn bộ kỹ năng mình đã dịch ở dưới phần mô tả video. Thì anh em nào kiểu mà muốn xem video mà không thể xem được, ví dụ không có mạng hay là chạy 4G các kiểu, thì các bạn có thể bấm vào video sau đó dừng lại rồi xuống phần mô tả để đọc nhá, để đọc cái kỹ năng mình đều, tất cả các tướng thời gian gần đây mình làm mình đều để thông tin dịch ở dưới đấy cho anh em dễ dàng theo dõi. Đấy. Rồi, ok, video này thì có lẽ mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Đấy là toàn bộ kỹ năng của con Thái Kim Giả Hủ. Khi thì anh em có thể xem qua và có thể nhận xét giúp mình xem là quan điểm của mọi người về con tướng này là ra sao, thì anh em có thể nhận xét nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là mình xin phép kết thúc video ở đây thôi. Xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.